Xin chào cả nhà. Bất động sản Đất Việt rất vui lại được tiếp tục đồng hành cùng quý đầu tư và anh chị. Hôm nay em về đây là ở ấp Long Bình B, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Gửi đến chị một miếng đất vườn nha anh chị nha. Cái đường đa này là 3 mét anh chị ha, cho xe ô tô, xe tải mình lưu thông luôn anh chị. Nếu anh chị đi thẳng đường này khoảng là 500 mét đổ lại thôi sẽ đụng tới đường nhựa ha, đường nhựa đó kêu bằng đường huyện 35 nha anh chị. Còn nếu anh chị ở xa như ở thành phố Hồ Chí Minh, Cây Lậy, Cần Thơ á, thì anh chị tới vị trí là ngay cái cầu Long Hưng đó anh chị. Cầu Long Hưng đó thì mình chạy vô tới đất mình là 2 cây 9 số là tới anh chị ha. Cái đường rất là dễ đi anh chị ha. Đó, xe ô tô mình vô tới đất luôn anh chị. Với diện tích đó, ngang cái mặt tiền đường đan 3 mét này anh chị là 17 mét. Chiều sâu anh chị là 43 mét anh chị nha. Lên tổng diện tích đó là 731 mét vuông nha anh chị. Hiện tại thì đất mình nằm hướng này là hướng nam nha anh chị nha. Anh chị mà hợp phong thủy xây nhà ở thì con phong thủy ở đây vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú nha. Ở đây cách chợ tạm chỉ có là 500 mét thôi, để ra cái đường nhựa là tới anh chị ha. Còn cách ở chợ lớn hơn như là có đầy đủ tiện ích hơn như là trường học nè, ủy ban, ngân hàng và nhiều tiện ích khác là khoảng là 2 km là tới anh chị nha. Đất mình là đất cây lâu năm nha anh chị. Đó, hiện tại thì đã có sổ riêng rồi anh chị. Rồi để em chỉ ranh giới cho anh chị mình xem ha. Từ cái ranh bên tay trái màn hình anh chị ha, có tụ bê tông nè. Đó, quay gần cho anh chị xem. Đó, qua bên tay phải mình là 17 mét anh chị nha. Đó, đường rất là rộng rãi anh chị. Đó, nhà cửa nè thì rất là đông đúc anh chị ha. Rồi để em quay hàng xóm cho anh chị mình xem ha. Đây trước cái đất mình anh chị ha, nhà cửa rất là đông đúc anh chị. Ở đây thì có điện, nước, cáp, wifi đầy đủ hết anh chị nha. Ở đây thì có đèn đường luôn anh chị nha. Đây là nhà hàng xóm trước cái đất mình anh chị. Rồi để em chỉ ranh bên tay phải luôn để cho anh chị mình nắm nha. Rồi đây là cái ranh ở bên góc phải đất mình anh chị. Đây là người nửa mương anh chị ha. Nó có tụ bê tông nè anh chị nha. Đây chỗ tay em nè. Đó, này là người nửa mương nha anh chị. Đây, đường xá rất là rộng rãi. Hiện tại thì chủ vườn này anh chị ở xa anh chị thì đang kẹt tiền do kinh tế khó khăn anh chị, giờ cần bán gấp anh chị ha. Thì hiện nay chủ vườn ít chăm sóc nên vườn cây trái cũng rất là ít nha anh chị nha. Rồi em xin mời anh chị ha, vào đi từ từ vô bên trong mình tham quan cái miếng đất nha anh chị. Anh chị, đất mình cao bằng cái đường đan luôn anh chị. Đó, cái dừa có xíu ở trái nè anh chị nha. Cao này khoảng là 1,5 mét anh chị. Đây là dừa nè. Trên đất mình anh chị thì không màu mã, không có vướng dây điện cao thế gì anh chị nha. Đó, đất mình liền lạc luôn. Đó, không qua kinh gì hết. Đây miếng đất anh chị ha, rất là đẹp. Cái này về anh chị phải cải tạo lên anh chị nha, tại vì hiện tại đất mình cỏ rất nhiều, tại vì chủ không có chăm sóc anh chị. Giờ do kinh tế gia đình cũng khó khăn nữa nên cần bán gấp nha anh chị nha. Trên đất mình thì hiện tại thì có nhãn nè chị, này nhãn xuồng anh chị ha. Rồi có dừa nè, rồi chuối nè. Đó, một số trái cây nữa anh chị. Ở đây thì có đường nước anh chị ha, đường nước hồi nãy mình ở bên tay trái nè, có đường nước anh chị. Còn bên tay phải nãy là người nửa mương anh chị. Đây đường nước, đây có đường nước công cộng anh chị ha. Đường nước này khoảng là 2,5 mét anh chị, đến 2 mét. Đó, mình lấy nước ra vô mình tưới tiêu cũng rất là tiện lợi nha anh chị. Để quay cao cao cho chị xem nha, toàn diện cái miếng đất nha. Đây, kế bên phải bên trái đều có nhà ở hết chị ha. Cái khu vực này cũng nhà cửa rất là đông nha anh chị. Đây, nhà cửa rất là đông nha. Anh chị và cô chú cũng đừng quên like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký dưới màn hình để tương tác với em để nhận được video mới nhất tìm đất nền, đất công, đất vườn hay là nhà ở để cho anh chị đầu tư hay về đây mình nghỉ dưỡng và nhiều mục đích khác ha. Chân thành cảm ơn quý đầu tư rất nhiều ha. Em xin nhắc lại cái giá chủ ký gửi anh chị là 1 tỷ 300 triệu anh chị ha, là lên hết diện tích đất nha anh chị. Giá này chủ nói là còn bớt và bao giấy tờ cho mình luôn, mình rất là yên tâm nha anh chị. Đây em thấy cái vị trí này rất là đẹp chị ha,
Nếu mà mình mua được đất này anh chị, mình phân ra được hai nền anh chị ha. Đó, cái đường này thì rất là rộng, đường này đa là 3 mét. Còn nếu không anh chị cất cái nhà ở hay xây cái biệt thự mini á, đó thì ở đây cũng rất là yên tĩnh nha. Nếu mà cô chú nào lớn tuổi như ở Sài Gòn mà không còn thích ở trên Sài Gòn nữa, về dưới quê muốn yên tĩnh á, đây vị trí cũng rất là đẹp cho anh chị ha. Thứ nhất là ở đây là đường xe ô tô, xe tải, dân cư cũng rất là đông và có đèn đường luôn anh chị. Và gần đây là cái gần yên tĩnh nữa đó, cho anh chị ha. Ở phía sau đây đó thì anh chị phải cải tạo lại, tại hiện tại là vườn mình nó không chăm sóc anh chị, nên thấy cây trái rất là ít anh chị không, là dừa nè, có trái rất là ít, không có nhiều anh chị ha. Ở đây có một đường nước ở giữa đất mình anh chị nha, để quay kỹ cho anh chị xem. Đây có đường nước này có khoảng 1 mét thôi đó, gia chủ đất vườn mình cũng đắp muốn bằng thẳng rồi anh chị. Rồi để em chỉ cái ranh cuối cùng luôn để cho anh chị nắm nha anh chị nha. Cái mặt tiền mình là 17 mét, mình cắt được khoảng là hai căn nhà luôn anh chị, rất là rộng nha anh chị ha. Ví dụ anh chị cắt một một bên đi, còn bên để dành đó, ví dụ sau này con cái mình về ở anh chị, mình cho con cái mình về để ở gần đây luôn anh chị ha. Đây là ranh cuối cùng của đất mình anh chị ha. Đây là ranh cuối cùng của mình anh chị ha. Phía sau này có đường nước nè anh chị. Đây. Còn phía sau đây là tầm này kêu đồng que anh chị, với sao chê á, này đất của người ta anh chị ha. Sau lưng đất mình đây. Đất mình thì không màu mỡ, không có dính dây điện cao thế gì anh chị nha. Bất sản đất Việt cũng nhận ký gửi mua bán nhà đất. Anh chị và cô chú nào có đất nền, đất công, đất vườn thì liên hệ với em số điện thoại trong hình ha. Em sẽ ký gửi bán nhanh dùm cho cô chú và anh chị nha. Rồi đến đây em tạm dừng video. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái miếng đất nằm ở ấp Long Bình B, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với em số điện thoại trong hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ luôn để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc lại, chủ ký gửi giá bán là 1 tỷ 300 triệu nha. Giá này là chủ nó còn bớt và bao giấy tờ cho mình nha anh chị. Em xin nhắc lại cái hướng đây là hướng Nam nha anh chị ha. Anh chị cô chú hãy kết bạn Zalo em để bên em tư vấn và hỗ trợ cho anh chị nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.